Yo, quay cùng với nhà quay trở lại cái series game về Monster Legend. Đây là mình đây tôi Trần. Mười ngày rồi mà chưa đăng video cái nhà. Sorry cái nhà nhiều. Ok, thì mình vừa mới mượn của Quyền cho mình mượn để review một Monster hệ A mới cái nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cùng mình review như là xem cái Monster này nó sẽ như thế nào nhá. Ok, let's go cái nhà. Rồi, mình đã đăng nhập được của Quyền và bây giờ chúng ta sẽ đến cái nhân vật chính ngày hôm nay nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đây, Quyền đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi. Đó là sau khi mà quay xong bạn hệ A này và cũng đã skip skip thời gian, ấp trứng luôn nhanh để cho mình review. Quá đã luôn nha. Rồi cảm ơn Quyền rất là nhiều nha. Ok, chúng ta sẽ xem cái bạn này nó có tên là Diabolus Hellbringer cả nhà. Thì bạn này thì được remake lại từ cái game Diablo, nếu mà những bạn 9X như mình hoặc là những bạn mà ngày xưa có chơi game thì sẽ biết cái game Diablo 2 này. Đó, bây giờ thì nó lên tới phiên bản Diablo 4 rồi, sắp ra phiên bản Diablo 5 rồi cả nhà. Này, một cái game nhập vai rất là hay luôn, ngày xưa mình chơi. Thì bây giờ đã được đưa vào trong game Monster Legend. Thì bạn này sẽ có hai cái hệ, đó là hệ lửa và hệ magic, hệ phép thuật đúng không? Rồi, nó sẽ nhặt này. Ok, đây chúng ta sẽ có hai cái nhà của hệ A. Không biết vì sao các bạn quay ra hệ A rất là nhiều, giỏi quá giỏi luôn các bạn. Mình cũng không có thời gian nhiều cho nên là cố gắng chơi để giữ lửa cho các bạn ngày xưa cũng như là các bạn mới chơi game Monster Legend nha. Ok, chúng ta sẽ play nào. Boop. Yes. Diabolus Monster. Ui, nhảy lên phun lửa xuống. Đó, rất là đẹp luôn. Thì thường thường là như mình đồ hay là các bạn sẽ thích những cái con monster nào mà kiểu hệ lửa các bạn. Hệ lửa lúc nào cũng vậy ha. Chơi mấy cái game nào mà có hệ lửa hay là hệ kiểu cháy siêu là thích lắm. Đó, là vì nó rất là ngầu ha. Ok, mở open chat luôn. Được cái gì không đấy? Ui, rồi mấy cái chat thường thôi các bạn. No. Rồi, ta sẽ vào review nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có Evolving Chai. Khi mà lên tới rank 5 cả nhà thì một cái super demon thì đầu tiên nó sẽ giảm 50 cái độ phần trăm chính xác các chống hiệu ứng ha, và nó sẽ chống luôn các hiệu ứng đốt luôn các bạn, vì ông này ở dưới địa ngục. Chống hiệu ứng đốt này, đó, Ignite Hellfire. Rồi tiếp theo đó là chống Death Cooldown. Thì những cái ông mà gây skill kỹ năng rìu thì sẽ không trúng được ông này. Tiếp theo đó là chống mù ha, và một cái là nhân đôi cái độ chính xác cho monster. Và khi mà vào game thì nó sẽ bút các hiệu ứng đốt cho đối phương, nó cho tất cả đối phương luôn cả nhà. Ok, thì chúng ta ở run 1, run 0 thì chúng ta mới có một cái hiệu ứng này thôi. Đó là nó giảm đi 50% cái độ chính xác của hiệu ứng khi mà các quái vật đối phương nó gây ra cho monster này. Ok, relic thì chúng ta sẽ có hai cái trap. Oh, wow. Mình chỉ biết là bạn này là attacker hay là một support, nhưng mà thường hệ lửa là sẽ là attacker, là những quái vật tấn công cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thôi để im tay luôn đi, được đổi tay cả nhà. Vì cái tay rất là hay. Diabolus Hellbringer. Rồi. Rồi, mình sẽ nâng mát lên 100. Không biết là Quyền có những cái tinh thể hay là những cái gì để nâng rank cho bạn này chưa ha. Rồi, lên nào. Let's go. Wow. Ok, chúng ta sẽ xem cái kỹ năng thức tỉnh này các bạn. Sau thì để thức tỉnh được cái bạn này thì chúng ta sẽ xem Diabolus Apply Hellfire to Fight Enemy. Thì để thức tỉnh được các cái chiêu thức mới thì chúng ta cần phải gây được cái hiệu ứng đốt cả nhà Hellfire đến 5 quái vật đối phương.
Rồi thì chắc chắn thì những cái chiêu của bạn này sẽ gây hiệu ứng Hellfire ha, lưỡi địa ngục. Thì khi mà thức tỉnh các bạn thì nó sẽ như thế nào ta? Bút một cái trống mà tọt này, nó trống tọt, trống hết tất cả các tọt luôn, nó bom trống hết tất cả cái hiệu đốt đốt luôn cả nhà. Tiếp theo là nó sẽ bút một cái nó chống skill diện rộng ha, chống tất cả skill diện rộng các bạn. Arena đồ rồi. Kỹ năng đặc biệt The Stress thì áp dụng và sau đó nó sẽ gây cái hiệu ứng đốt cho tất cả quân đối phương và xóa đi 50% máu của tất cả đối phương. Wow. Cái tấn công này nó sẽ kết thúc khi mà nó sẽ kết thúc sau khi thức tỉnh ha, sau khi hết thức tỉnh thì phải các bạn. This is the end. Nó kết thúc sau khi thức tỉnh rồi. Ok. Chúng ta sẽ đổi skill nha. Đầu tiên là Delphi một các cái chiêu có sao đi. Wow, những cái chiêu này chúng ta phải cần nâng rank lên 120, rank 2 lên. Level 120 thì mới có thêm các cái chiêu mạnh cả nhà. Thọ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học các cái chiêu thường thôi. Rồi, đây là cái chiêu Mega Position, nó sẽ gây bút cái position 2 lần. Nếu bạn nào trúng nha. Ok, chúng ta sẽ có một chiêu diện rộng này gây position luôn, wow. Ok, học luôn. Tiếp theo là một cái tăng độ chính xác cũng như là hồi máu ha. Hồi máu 20% mỗi tool. Chiêu này là một chiêu buff cho bản thân thôi cả nhà, không phải chiêu đánh. Cái như này là chiêu đánh này. Sao thái đàm hơi nhỏ nhỏ ta. Rồi một cái dây phi trên này chúng ta hay có hai cái mega position rồi thì chúng ta đi học một cái phi đi nha, một cái phi ở đây đi rồi. Đây một cái phi skill diện rộng đây nữa, chúng ta sẽ học ở đây. Ok, một cái chiêu này nó sẽ random cái tọt cái turtle ha. Ok, thì đây là các cái chiêu thường. Rồi khi mà chúng ta nâng rank lên thì chúng ta sẽ gây đây gây một sát thương thấp hệ lửa nha, và nó áp dụng những cái hiệu ứng ngẫu nhiên của hiệu ứng đốt cho tất cả quái vật đối phương và nó tăng độ chính xác cho bản thân của bạn monster này, và nó bút thêm action, bút thêm cái speed cho mình. Còn cái chiêu này khi mà lên lên vào 110 thì nó gây một sát thương hệ lửa đến một quái vật ha đối phương, áp dụng hiệu ứng fear này, một cái mega position để một quái vật và có thời gian hồi ha. Rồi tiếp theo là khi mà chúng ta mở level 115 thì nó gây một lượng sát thương phép thuật cho tất cả quái vật đối phương, rồi áp dụng những cái hiệu ứng đốt cho tất cả quái vật đối phương, hai hiệu ứng đốt cả nhà. Wow. Rồi khi mà lên level 120 rank 2 là mở hết tất cả các chiêu rồi thì nó sẽ gây một cái sát thương hệ lửa nhỏ đến tất cả quái vật đối phương. Nó áp dụng một cái hiệu ứng fear cũng như là hiệu ứng hellfire, hiệu ứng đốt lửa địa ngục cho tất cả quái vật đối phương, và áp dụng một những cái hồi máu 20% máu thêm mỗi tool cho bản thân bạn này nữa. Bạn này là kiểu vừa gây đam, vừa gây điều khiển đối phương, vừa gây hiệu ứng đốt, vừa gây mắc lược. Cả nhà, rồi có thể tự hồi máu cho bản thân nữa. Rồi ok nha, đây là một kiểu một attacker có khả năng tự túc. Rồi thì mình sẽ để cái phần đá cũng như là phần relic để quyền add nha. Thì cái tay của bạn này có thể ủi bốn cái đầu vuông hay là rắn này các bạn. Con mắt này, con mắt ở trên, con mắt ở giữa này là con mắt của biểu tượng Monster Legend luôn cả nhà. Đó, chính xác luôn ha. Một mắt ở dưới răng khắp nơi luôn, vuốt cái chân là chân của một loại động vật nào đó, bò, cừu, dê gì đó. Ok, rồi chúng ta sẽ thấy trong hiện tại là rank quyền là rank mấy mình không biết này, cái này rank mới thì mình không biết cả nhà, 29 gì đây, thôi mình đánh trong này nó bị
Nhiều khi anh hưởng rent cái nhà. Con này thay đổi không ta? Thôi thì mình testing về Adventure Map thôi các bạn nha. Đây một cái 563. Ok, đánh luôn. Thay đổi này. Thay chatting. Chúng ta sẽ đổi qua cái hệ A ha. Hiện tại hệ A đang ít, chúng ta lọc được hệ A nhiều nhanh này. Diablo Hellbringer. Yes. Ok, mới vào thì được book down cái nhà. Rồi mục tiêu của chúng ta sẽ gây Hellfire. Nhưng mà các cái chiêu mà thường thì nó không có Hellfire cái nhà. Hồi nãy đổi chiêu có Hellfire chúng ta đi chúng là mình xem thử cái nhà. Không có chiêu Hellfire rồi. Gây mắc lược đi. Đây. Để xem position này. Fear. Mega position fear. Không, toàn là fear hết trơn. Tiếp tục fear. Rồi bên này chúng ta sẽ có ba bạn này mắc lược đấy rồi. Book một cái anticipation. Sạc. Rồi ba bạn này sẽ mắc lược. Ok. Như vậy thì Rarik bị mắc lược và bị thêm một tune nữa cả nhà. Dính thêm một tune nữa. Sạc. Không có chiêu Hellfire cả nhà. Thì như vậy bạn này chắc phải có mở khóa những cái chiêu của level cao thì mới thấy được thì phải. Sạc. Rồi Mega Position. Ok, tiếp tục. Fear tiếp nha. Fear. Rồi tiếp tục là Position. Chúng được một bạn. Chúng được một bạn tank này. Rồi gây mù như là giảm đi sát thương, giảm đam. Hết mana luôn, sạc. Cầu loot book tiếp anticipation. Activate on cooldown rồi, hết tool, sạc tiếp. Wow, mana nhiều ta. Hết mana rồi, sạc. Chiêu cuối nha, fear, boom. Mấy cái chiêu bây giờ chưa mở khóa, mấy cái chiêu kia thì mình thấy yếu cả nhà. Sẽ là hơi yếu đấy. Cho nên là bạn này cần phải rank lên, rank cao lên giúp các bạn. Nó cho cái chiêu thức tỉnh hơi bị khó chịu đó các bạn. Phải áp dụng hiệu ứng Hellfire như vậy, chúng ta phải có spot gây Hellfire. Đó, phía rồi xong. Win. Victory. Yes, một quái vật. Kiểu giống như Barbatos ha. Mình thấy giống Barbatos, các bạn nhớ Barbatos không? Barbatos của hệ lửa đấy. Rồi. Ok, đổi skill này mình xem thử là cái chiêu này nó có Hellfire ở dưới đúng không? Chính xác luôn là Hellfire này. Đây, chỉ trong cái random total này thì nó sẽ có hiệu ứng đốt Hellfire đấy. Đây này, đây cái chiêu này. Thì như vậy là rank 100, level 120 thì chúng ta mới chắc chắn có hiệu ứng Hellfire đến 3 quái vật. Thì nếu mà đốt một, nếu mà chúng ta gây sát thương đốt 3 lần cả nhà thì apply Hellfire đến 5 quái vật đối phương luôn. Thì nếu mà chúng ta đốt 3 lần thì nó sẽ tính 3 lần. Rồi chúng ta sẽ đánh, phải đánh thêm thôi ta, phải đánh thêm 2 lần nữa thì nó mới thức tỉnh được cái chiêu The Outscratch này. Hơi tù đó các bạn, nên chắc phải chờ lên lên 120 ta mới biết được sức mạnh của bạn này ha. Ok, như vậy là mình đã review xong về Diabolus Hellbringer. Hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Và cho mình một like, một đăng ký nha. Mình sẽ cố gắng chơi để giữ lửa cho cả nhà. Lấy lại kỷ niệm về Monster Legend. Cũng như là có thêm những cái vui khi mà chơi game. Ok, bye cả nhà các video lần sau. Có gì muốn mình làm cái gì thì bình luận bên dưới luôn nha. Bye bye. Yes.